Chào mừng các bạn, tôi đến với bạn chương trình đọc sách kinh điển với chủ đề hôm nay là Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy. Thì đây là bộ sách kinh điển các bạn, bộ sách kinh điển của nhà đại văn hào người người Nga. Thì qua cái bộ sách này các bạn, nó có rất là nhiều câu chuyện, nó nói về cái về chiến tranh, về hòa bình và cái tình người. Thì Chiến tranh bình là một tác phẩm vĩ đại của nhà văn Lev Tolstoy, được viết trong thời kỳ thứ hai của cuộc nội chiến Nga và xuất bản lần đầu tiên vào năm 1969. Tác phẩm này không chỉ là một tiểu thuyết cuộc sống và tình yêu mà còn là tác phẩm triết học sâu sắc về bản chất cuộc sống và con người và ý nghĩa của hòa bình. Mở đầu với khung cảnh một buổi tiếp tân nơi có đủ mặt các nhân vật sang trọng quý tộc Nga tại kinh kỳ San Petersburg. Bên cạnh những câu chuyện thường nhật của giới quý tộc, người ta bắt đầu nhắc đến hoàng đế Napoleon và cuộc chiến tranh chống Pháp sắp tới mà Nga sắp tham gia. Trong số tân khách trong ấy có công tước Andrei Bolkonsky, một người trẻ tuổi đẹp trai giàu có cô vợ Lisa xinh đẹp mới cưới và đang chờ đón đứa con đầu lòng. Một vị khách khác là Pierre, người con rơi của lão bá tước Bezukhov vừa từ nước ngoài trở về. Tiếp theo câu chuyện thì sau trận quyết chiến ở Borodino, quân Nga rút khỏi Moscow, quân Pháp chiếm được Moscow nhưng có tâm trạng vô cùng lo sợ. Pierre trở về Moscow giả dạng thường dân để ám sát Napoleon. Nhưng âm mưu chưa thực hiện được thì chàng bị bắt. Trong nhà giam, Pierre lại gặp Platon Karataev, một triết gia nông dân. Bằng những câu chuyện của mình, Platon đã giúp Pierre hiểu thế nào là cuộc sống có ý nghĩa. Quân Nga bắt đầu phản công và tới chiếm Moscow, quân Pháp rút lui trong hỗn loạn. Nước Nga thắng lợi bằng chính tinh thần của cả dân tộc Nga chứ không phải một cá nhân nào. Đó là điều Kutuzov hiểu, còn Napoleon thì không. Sau chiến thắng, Kutuzov muốn cho nước Nga được nghỉ ngơi chứ chẳng muốn can thiệp thêm gì vào tình hình của châu Âu. Trên đường rút lui của quân Pháp, Pierre đã chống thoát và trở lại Moscow. Chàng hay tin Andrei đã mất và vợ của mình cũng vừa mới qua đời vì bệnh. Chàng gặp Natasha, một tình cảm mới mẻ giữa hai người bùng nổ. Pierre quyết định cầu hôn Natasha. Năm 1813, hai người tổ chức đám cưới. 7 năm sau, họ có 4 người con. Natasha lúc này không còn là một cô gái vô tư hồn nhiên mà đã trở thành một người vợ đúng mực. Pierre sống hạnh phúc nhưng không chấp nhận cuộc sống nhàn tản. Chàng tham gia vào những hội kín, đó là các tổ chức cách mạng của những người tháng chạp. Về phân tích hành trình nội tâm của nhân vật các bạn, tác phẩm mô tả cuộc sống qua nhân vật chính là Pierre, Bezukhov, Natasha Rostova và Ring Andrei Bolkonsky qua những thăng trầm cuộc sống tình yêu trong bối cảnh của cuộc chiến tranh Napoleon. Bằng cách này, tôi không chỉ mô tả cuộc sống và tình yêu mà còn đề cập đến sự phát triển tâm hồn và ý thức của con người trong môi trường xã hội phức tạp. Sự tương phản trong chỗ chiến tranh và hòa bình. Trong chiến tranh hòa bình, tôi minh họa rõ sự tương phản giữa hai khái niệm trái ngược nhau này. Qua việc mô tả cuộc sống những thời điểm chiến tranh hòa bình, ông chỉ ra rằng cuộc chiến tranh không phải là giải pháp cuối cùng cho mọi vấn đề và rằng hòa bình là điều cần thiết để xây dựng một xã hội thịnh vượng và hạnh phúc. Về triết lý nhân sơn nhân sinh, tác phẩm còn đề cập đến nhiều vấn đề triết lý nhân sinh như ý nghĩa cuộc sống, giá trị của tình yêu và sự ý thức về tồn tại. Tôi đặt ra câu hỏi về ý nghĩa cuộc sống và ý thức về cái chết, tạo ra bức tranh sâu sắc về sự phức tạp của con người và xã hội. Ảnh hưởng văn hóa. Tác phẩm Chiến tranh hòa bình không chỉ là một tác phẩm văn học lớn mà còn là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng vào văn hóa và triết học. Câu chuyện và ý tưởng của tôi về hòa bình và ý nghĩa cuộc sống đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật và triết lý sau này. Bộ phim Chiến tranh hòa bình là một những tác phẩm kinh điển của nền điện ảnh Liên Xô do đạo diễn Huyền Thoại. Liên Xô Sergei Borodchuk dàn dựng. Đây là bộ phim đầu tiên của điện ảnh Liên Xô được trao giải Oscar cho phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Tác phẩm điện ảnh này được phát hành tại 117 nước trên thế giới và tại Liên Xô có hơn 135 triệu người đã xem bộ phim này. Bộ phim Chiến tranh hòa bình cũng được công chiếu nhiều lần ở các rạp chiếu phim và trên truyền hình Việt Nam. Chiến tranh hòa bình là một cuốn từ điển về đời người, bao gồm bên trong muôn vàn kinh nghiệm sống và với các tác phẩm đại văn hào Lev Tolstoy đã gây ảnh hưởng tới nhiều nhà viết tiểu thuyết sau này như Thomas Mann, người đọc giải thưởng Nobel về văn học, tới Marcel Proust, tác giả bộ tiểu thuyết Đi tìm thời gian đã mất, tới Stephen Rang với tác phẩm biểu hiệu đỏ của lòng can đảm, tới Henry James và James Joyce trong Cách đối thoại nội tâm. Về tác giả thì Lev Nikolaevich Tolstoy là một nhà văn Nga chủ yếu viết tiểu thuyết và truyện ngắn. Sau này khi bị già, ông cũng viết kịch và tiểu luận. Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, tiểu thuyết Chiến tranh và Hòa bình và Anna Karenina, được công nhận là hai
hai trong số những tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại và là một đỉnh cao của tiểu thuyết hiện thực. Nhiều người coi Tolstoy là một trong những tiểu thuyết gia vĩ đại thế giới. Tolstoy cũng là được biết đến với tính cách phức tạp và nghịch lý cũng như quan điểm đạo đức và khổ hạnh cực đoan mà ông đã áp dụng sau một cuộc khủng hoảng đạo đức và thức tỉnh tinh thần vào những năm 1870. Sau đó, ông cũng được chú ý như một nhà tư tưởng đạo đức và nhà cải cách xã hội. Kết luận: tóm lại, Chiến tranh hòa bình của Lev Tolstoy không chỉ là một câu chuyện về cuộc sống tình yêu mà còn là tác phẩm triết học sâu sắc về ý nghĩa của hòa bình và ý thức nhân sinh. Tác phẩm này tiếp tục tồn tại như biểu tượng của văn học thế giới, là nguồn cảm hứng về ý nghĩa cuộc sống và ý nghĩa của hòa bình trong xã hội loài người. Đó các bạn, thì tôi vừa cái phân tích, vừa đầu đọc cái sách kinh điển Chiến tranh hòa bình của Lev Tolstoy. Thì quyển sách này là quyển sách cực kỳ hay, đã chuyển thành bộ phim, nhiều nước trên thế giới đã xem. Thì các bạn nên có một bộ sách này. Và qua đây tôi thông báo các bạn, vào tối thứ tư và 19 giờ 27 tháng 3 tôi sẽ tổ chức buổi live stream, nghĩa là cách thiết kế một bộ bố cục để viết lên quyển sách để đời các bạn. Các bạn hãy nhớ đón xem và chia sẻ nhiều người cùng xem. Tối thứ tư 19 giờ à, 19 giờ 27 tháng 3 2024 live stream tạo bố cục quyển sách. Tự viết quyển sách để đời cho bạn. Các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem để họ tự viết quyển sách cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Cảm ơn các bạn.